cũng còn tần suất cũng còn dày. Cho nên là hồi sáng giờ tôi có được hai cái, một là cách sử dụng thời gian, thứ hai là cái con người sẽ làm việc tốt nhất trong một cái trạng thái cực kỳ thoải mái và nó thông thả. Ok, đó là hai cái. Áp dụng được là gì? Hai câu. Tôi sẽ áp dụng với nhân viên của mình. Tôi sẽ cho họ những cái khoản riêng. Thật ra tôi cũng rất là quan tâm tới nhân viên của mình, đội ngũ cấp dưới rất là gần tôi. Tôi cũng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, rồi tôi cũng định hướng nghề nghiệp cho họ về cái cuộc sống, về về nghề luôn. Tôi cũng đang làm những cái bước đó. Tuy nhiên là học ở đây thì tôi sẽ cho nhân viên tôi thoải mái nữa. Đôi khi thì tôi cũng hơi áp lực ở học tí. Okay. Okay. Sự ghi nhận và biết ơn thì thật ra cái phần này bên công ty em cũng có làm một vài lần nhưng mà nó không có liên tục. Nhưng mà cái ý tưởng ở đây anh chia sẻ thì em thấy là giống như là mỗi ngày các bạn tìm một việc tốt cho cái người khác, mình viết ra, sau đó mình dán lên cái cây đó, rồi quy ra một tuần ai là người đứng đầu trong tuần đó, rồi trong tháng ai đứng đầu trong tháng đó, rồi sau trong cái năm thì cái công đức sẽ được ghi viết từng tháng, rồi sau đó từng năm là sẽ được nhận về. Thì cái rất là hay và em muốn áp dụng cái đó cho cái nhân viên của mình về sự ghi nhận. Và cái một cái mình chỉ chia sẻ là cái sự thông dong, tức là khi mà mình em thấy đôi khi mình học cái gì hay hoặc một cái gì nó thú vị, cái cảm xúc của mình rất là tốt và mình làm cái thời ban đầu mình làm rất là quyết liệt, nhưng mà một thời gian sau mình có kiên định để mình làm cái cùng, cho nên đó là cái sự giống như là mình cứ chịu mãi mình cách, cho nên là muốn là công ty cái gì mình quyết định thì mình phải làm thông dong và mình phải làm liên tục để làm được như vậy, thì mình phải suy ra những cái hành vi của mình là gì, thì biết rõ ra 10 cái hành vi thể hiện cái giá trị đó để mình thực hiện mỗi ngày và mình đo lường là mình thực hiện được cái điều đó hay chưa, rồi sau mình thực hiện thêm cái gì. Đó là hai cái mà em muốn chia sẻ cho anh. Rồi, cảm ơn chị. Hôm nay đã giới thiệu rồi à, nên bây giờ nay có một cái điều thú vị nhất là mình đã nhận biết ra là mình từ hơn rất là nhiều năm nay được theo đuổi cái chữ sạch, và dẫn đến là mình cũng có sạch. Vì cái chữ sạch mà mình bỏ tiền của gia đình và thậm chí là đi vay mượn để mà theo đuổi cái chữ sạch, nhưng mà vì là mình không có biết sử dụng đồng tiền thông minh, cho nên dẫn đến là nó sạch thành thanh luôn. Đó, mà cộng đồng không có hề biết gì đến cái sản phẩm của mình, rồi không biết được khi mà xuống bến tàu thì tìm đến được một cái địa điểm nào thật sự an toàn, cho nên là lúc nào cũng ngồi chung bốn cái chân ghế của các bạn, không được trông khách. Đấy là cái mà cũng là một cái động lực để mình đến đây. Yeah. Và rồi thứ hai nữa là bởi vì là mình này từ trước này cứ nghĩ rằng là không một nhân viên nào làm tốt bằng mình, thế là mình vừa làm chủ vừa làm đầu bếp nấu cho tất cả khách hàng đến ăn. Và khi mình nhân viên nấu lên cho mình nấu nếm mà nên nếm mà không vừa ý, và thứ hai nữa là họ cứ giấu giếm để họ cho bột ngọt vào trong thức ăn mình cấm, nhưng mà họ vẫn mua giấu và họ khi mình ra khỏi bếp đấy là họ lại cho vào, và họ không có nấu được cái đồ ăn mà khi mà hoàn toàn không sử dụng được. Thế thì mình phải canh chừng, thế cho nên chẳng yêu được. Hôm nay đến đây là một sự nỗ lực đúng không ạ? Đóng đóng cửa. Thế cho nên đấy là cái điều mà mình nhận biết ra được đây là cái điều sai lầm. Đấy. Thì có lẽ có phải nhờ cốt để chỉ cho mình biết rằng làm sao được khi mình đi khỏi nhân viên không sử dụng bột ngọt để cho mình ăn. Thực ra không phải là có lẽ đâu chị. Không phải là có lẽ đâu mà chị phải. Vâng, không phải là có lẽ đâu. Dạ. Chị không có sự lựa chọn khác. Vâng. Đấy. Và một cái tiếp theo nữa là mình học được cái cách quản lý thời gian. Rồi. Gọi là biết thôi chứ mình học thì chưa học được, bởi vì là cũng chưa bắt đầu. Đấy, và một cái điều thú vị nữa là mình được sự quan tâm của rất nhiều người bạn. Khi mà có lớp học này, những người bạn của mình trong cốt đã gọi điện và thúc giục mình phải đi để giúp cho cái danh dự mình tồn lại cho cộng đồng được thưởng thức. Okay, điều thú vị hôm nay học được đó là một điều duy nhất thôi, đó là cái quản lý thời gian. Thì em nhận định được một cái điều đó là khi mình muốn thành công thì mình phải quay lại học bài đầu tiên của học sinh lớp 1, đó là học thời khóa biểu.
Vâng, nhiều khi mình lập và làm theo nếu phải làm không. Tại vì nhiều khi mình lập rồi mình cũng không có làm theo thì mình cũng không bao giờ quản lý được cái thời gian của mình. Và mình sẽ bị mất rất là nhiều thời gian cho những cái chuyện không đâu vào đâu. Thứ hai nữa là mình sẽ mất rất là nhiều cái chi phí cơ hội để mình có thể kiếm thêm những cái khoản khác. Đó là cái điều mà mình đã cái điều thú vị nhất là cái game đốt tiền đấy. Nếu mà đốt thạch là nó rất là ý nghĩa, chắc là về để mình vẫn đốt thạch. Ok, cái đó là cá nhân thôi. Dạ. Thế thì mình rất là cái game đó. Cảm ơn anh Lâm đã chia sẻ cái game đó. Ok, rồi cảm ơn các chị. Thì thú vị hôm nay là trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì nói chung là vấn đề tiền thì mua được thời gian và mối quan hệ thì vẫn còn thắc mắc tới làm chia sẻ. Thì cái vấn đề mà dùng tiền để mua thời gian và mối quan hệ á thì như nó đối ngược lại cái vấn đề là phát triển bền vững. Thì chỗ đó anh Lâm có thể chia sẻ thêm chút. Ok, có lẽ là thực ra thì nghĩ là có lẽ là quá khó để hiểu ha. Thay vì bạn tự làm, bạn sử dụng đòn bẩy, đơn giản chỉ vậy thôi. Mọi người nhớ nữa. Thay vì bạn phải tự làm, bạn phải tự mò thì bạn sử dụng đòn bẩy, có người khác họ đã làm trước rồi, họ chỉ cho bạn làm tốt hơn. Chứ không có nghĩa là tôi bỏ tiền ra để tôi có cái sự tôn trọng từ người khác. Tôi bỏ tiền ra để tôi có cái có một cái điều gì đó mà đúng ra là thay vì là tôi phải nỗ lực bằng cái cá nhân của mình. Thì chúng ta hai cái câu chuyện đó nó khác nhau. Tức là không phải tôi bỏ tiền ra để có một người đó họ thích tôi. Mọi người hình dung được. Tức là tôi mua mối quan hệ bằng cách là gì? Sử dụng các đòn bẩy. Và câu chuyện của Cindy lúc nãy là mọi người là một cái minh chứng cho điều đó. Thay vì phải chờ một lúc nào đó, rất nhiều người 10 năm sau thế giới mới biết Việt Nam là cái ông nào. Thì bây giờ thuê ông CEO của Action Code code cho code Action Code Việt Nam thì lúc đó tất cả mọi người sẽ biết. Anh Lâm, anh chúc buổi đầu tiên có rồi. Anh chị đã quan tâm cũng như là hỗ trợ cho chương trình này rồi. Với các anh chị nào đã đăng ký, với anh chị nào đã đăng ký thì các chị hãy ra bên ngoài gặp các bạn văn phòng đó để xác nhận việc đăng ký bằng cách là cầu văn, hoặc là nếu các chị không mang cái điện thoại thì hãy báo lên các bạn có biết địa điểm tôi biết là các chị đang đăng ký bằng cách là